Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Welcome back to my channel guys. Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2023 tại thành phố Houston của bạn Texas xinh đẹp. Thông cảm nha, em Thành Lê đang che nắng quý vị. Ở Mỹ cũng phải sợ nắng, nếu không sẽ bị đen hết. Ok. Cái như trong video này chúng ta sẽ cùng nhau series cái chuyện cười liên quan tới cò xe VinFast quý vị. Tại vì cò xe VinFast bây giờ đổi chiến thuật quý vị, đổi chiến thuật. Đó là cái kiểu mà sau một thời gian mà gọi là ca tụng quá, thấy có vẻ không hiệu quả quý vị. Nên ca tụng xe VinFast nào là xe đẹp, vừa lái xe vừa để tay ra chán, rồi gì nè, đá cướp xe, rồi mời ông cụ 90 tuổi lái xe VinFast, rồi nào là coi như là gì nè, bịt mắt bịt tay lái xe không, rồi gõ cốc cốc xem độ cứng của xe VinFast như vậy nè, cốc cốc cốc, ai gọi đấy, nếu là thỏ cho xem tay, nếu là nai cho xem vật không, thì có vẻ không hiệu quả quý vị. Tại thực tế là sao, thực tế là sao, cái vụ mà chịu hồi xe vừa rồi, cái vụ mười kho vừa rồi đó, thì cả thế giới mà dở lẽ ra là quá ra là VinFast đem qua Mỹ được 999 xe trong lô hàng đầu tiên thì bị trước tiên là nó bị chịu hồi hết trơn luôn á, 999 xe luôn. Nhưng mà cái dở lẽ ra là hiện giờ gần 6 tháng trời sau khi cập cảng Mỹ mà VinFast nó vẫn còn trong tay hơn 700 xe nữa. Và báo cáo chỉ là cho nó thấy là nó chỉ cho mướn được 111 xe thôi, còn 100 mấy chục chiếc xe còn lại là được đưa đi để mà tiếp thị với nhiều hình với nhiều dạng khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng là cho mướn được 111 xe sau gần 6 tháng. Trong khi đó đó, quý vị khi mà nói tới VinFast không có ai mà không biết hết đó. VinFast nó nghe hiện giờ là cho mấy em Vino với cò xe VinFast biết, nó nổi còn hơn cồn nữa, nên là chứ không phải nổi như cồn mà là nổi hơn cồn luôn á. Trước đây là gì, nói tới VinFast mà báo chí Mỹ nó đăng tin là bao nhiêu tạp chí lớn nó đăng tin là coi như ngày đêm luôn á, thậm chí hôm qua hôm kia cũng có bài tạp chí Mỹ nó đăng là VinFast là gì nè, là xe nửa vời nữa á. Nhưng mà mình chưa có đọc cái bài báo đó, mình chỉ mới có thấy cái tiêu đề nó ghi vậy thôi, là nó đại khái là nó chê xe VinFast nữa đó. Em còn bao nhiêu tạp chí khác là nói trời xe VinFast thì chạy mà giống cưỡi ngựa vậy nè, từ tiếng 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 không, hay là chạy xe mà nó ồn nó nghe, rồi những một số chức năng trong xe thì không hoạt động được, không hoạt động hiệu quả, lúc tắt lúc mở gì tùm lum hết, đại khái nó chê tùm lum hết, nó dìm hàng em VinFast, nó kêu là người Mỹ thôi đừng có mua xe VinFast, hãy trả nó về vị trí cũ đi. Thành ra là nói tới xe VinFast là ai cũng biết hết á, Mỹ cũng biết ha. Còn nói tới xe VinFast mà người Việt trong và ngoài nước lại càng gành nữa, người ta nói trời trời mày đi xe VinFast mày hả, mày nghĩ sao mày đi xe VinFast vậy đó. Cho mấy em Vino chứ còn xe VinFast biết, khi mà nói tới xe VinFast là người Việt có ha, một số cô chú ở nước ngoài ta phản ứng vậy đó. Ok không đó. Thì tiếp nói cách khác có nghĩa là gì, cò xe VinFast xe Vino tiếp thị không hiệu quả quý vị, tiếp thị gì đâu mà qua Mỹ gần 6 tháng trời, ai ai cũng biết, nói tới thương hiệu xe là ai ai cũng biết hết đó. Nhưng mà tại sao không cho mướn được, trong khi giá xe mướn rõ ràng là quá rẻ, em VinFast hiện giờ giảm giá tới hơn 50% so với cái giá ban đầu, quý vị nhớ lúc nó mới qua không? Không, cái giá ban đầu đăng lên là cho mướn 599 xe một tháng, mà bây giờ nó cho mướn là cỡ 400 đô một tháng, tính ra tiền Việt Nam là 9 triệu đồng một tháng, mà trời quá trời rẻ luôn. Không, mà không ai mướn hết là sao, không phải không ai mướn hết mà là quá ít người mướn là sao. Trong khi đó mấy em Vino với cò xe VinFast biết không, người Mỹ một ngày á là gì, người Mỹ á họ mua gần 50.000 xe, tức là 6 tháng trời tức là tương đương với cỡ 180 ngày, thì là người Mỹ đang mua tổng cộng là 89 triệu chiếc xe rồi, triệu xe nha, chứ phải là tới 6 số 0 là ok mấy em Vino cò xe VinFast. Nhưng mà bây giờ gần 6 tháng trời mà VinFast xin cho mướn được 111 xe là sao? Vậy quá rõ ràng là bị ế, chứ tiên là bị ế đúng không? Bị phá kỷ lục dễ luôn, trong đời này chưa bao giờ trên lịch sử thế giới mà ghi nhận cái hãng xe nào mà ế dữ vậy đó. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là gì? Là tiếp thị không hiệu quả. Hay nói cách khác có nghĩa là cò xe VinFast làm việc quá kém quý vị. Tại vì công việc của cò xe là gì? Đi kiếm khách cho hãng xe đúng không? Giúp hãng xe bán được xe mới này. Nó ca tụng gì đâu mà cò xe VinFast nó ca tụng, chẳng hạn như Bưng Bô TV quý vị, chẳng hạn như Bưng Bô TV á, quý vị biết Bưng Bô TV không, nó ca tụng cho xe VinFast từ cái triển lãm xe ở Los Angeles vào cuối năm 2021 tới bây giờ,
là quý vị biết một năm mấy trời nó ca tụng không? Không, nó quảng cáo đủ kiểu hết, nào là chuyên gia nhận định xe VinFast này, nào là xe VinFast kia, nào là xe VinFast lăn bánh gầm gầm trên đường phố Mỹ, nào là VinFast cạnh tranh với Tesla ngay trên nước Mỹ, nào là VinFast giảm giá quyết cạnh tranh với Tesla, đồ tùm lum nó ca tụng. Rồi nào là gì nè, hội người sở hữu xe VinFast ở Mỹ phản bác lại tạp chí Mỹ. Rồi nào là anh Mục Nát, anh Mục Nát phản bác bằng tiếng Anh lại tạp chí Mỹ. Trời ơi trời, thấy không? Thành ra là quý vị hiểu là nó ca tụng xe VinFast cỡ đó đó, nhưng mà rõ ràng là về không có hiệu quả, rõ ràng không có hiệu quả. Ok, nếu hiệu quả hiệu quả rồi, nếu người ta tin tụi nó quảng cáo là người ta mua rồi, đúng không? Ok, thành ra là sau một cái thời gian dài như vậy mà ca tụng với quảng cáo gì nó không hiệu quả. Chưa kể nếu mà VinFast nó còn có một cái đội quân tiếng mà khách hàng tiềm năng của trên nước Mỹ này nè, thì khi mà người ta nói chuyện như VinFast á, là người ta nói VinFast nó còn có một cái đội quân nữa, không đội quân chứ không phải là đội quần nha quý vị, đội quân. Ok, đó là cái đội quân mà Vino, nó đông còn hơn quân Nguyên nữa. Cái đội quân đó quý vị cũng biết là nó ca tụng, nó nghe đủ trò đủ kiểu hết, nào trời tôi tin VinFast thành công, tôi chúc VinFast thành công, rồi VinFast sẽ vượt qua khó khăn, không chỉ có Việt Kiều không tiền mới mua xe VinFast, không chỉ có những kẻ chống phá ôm thù hận mới không mua, mới chê xe VinFast, người Việt chân chính ai ai cũng tự hào về VinFast, làm nails cạo móng tiền đâu mà mua VinFast, không ở Mỹ bưng phở tiền đâu mà mua VinFast, ở Mỹ làm hãng tiền đâu mà mua VinFast, Việt Kiều khác nước không, rồi nó chở ba que ba sọc gì đó tùm lum hết, không và khi và cái gì nè, xe Tesla nhìn như xe đồ chơi, còn xe VinFast thì mạnh mẽ như khủng long, ghế cơ trưởng cơ bắp không, cái gì nè, tạp chí Mỹ viền hàng em VinFast, tạp chí Mỹ không công bằng, tạp chí Mỹ tiêu cực, tạp chí Mỹ không khách quan, cơ quan EPA dìm hàng VinFast. Nói chung là nó nói đủ trò đủ kiểu để mà nó ca tụng em VinFast hết. Nhưng mà cái đó gọi gạt cũng không hiệu quả nữa đó. Tại vì sao? Tại vì quý vị cũng thừa biết rồi đó, câu cơ miệng của người dân Mỹ chúng ta là gì quý vị? Ê, còn sao với VinFast, câu cơ miệng là gì đây? Với Vino nói chung, câu cơ miệng là gì đây? Ê, tiền ở đây, tiền trong túi ai? Tiền ở trong túi ai? Dạ tiền ở trong túi man ở Mỹ à. Ồ biết vậy tốt. Biết vậy là tốt dữ lắm luôn á. Hay nói cái khác có nghĩa là gì quý vị? Cho dù tụi nó có ca tụng tới trời, cho dù tụi nó có ca tụng cỡ nào đi nữa, cho dù tụi nó có đông cỡ nào đi nữa, thì có một sự thật không bao giờ thay đổi được là gì? Tiền ở trong túi chúng ta quý vị, tiền ở trong túi người Mỹ chúng ta. Chúng ta mới là những người quyết định. Tụi nó ca tụng VinFast phải không? Rất đơn giản, xin mời mấy Vino cò xe đi mua xe trước. Không? Xe VinFast tốt phải không? Xin mời Vino và cò xe đi mua xe VinFast mà chạy trước. Không? Xe Tesla nhìn như đồ chơi phải không? Vậy đừng mua xe Tesla đúng không? Để người khác ta mua, cứ đi mua xe VinFast. Đúng không nào? Đơn giản không? Quý vị thấy đơn giản không? Không? Kêu gọi quá trời luôn. Không? Xe VinFast đẹp nhất, màu đẹp nhất, đẳng cấp nhất, cái gì xe VinFast cũng nhất hết, vậy xin mời đi mua xe VinFast. À, còn mấy xe cùi bắp khác, 12 dòng xe gác khác mà đi so sánh với VinFast là thế nào? À, có bị khùng hay không? À, mấy em Vino với còi xe VinFast rồi. Vậy thì để người dân Mỹ hay những người nào đó thích ta mua 12 dòng xe khác hay là mấy chục dòng xe trên đất Mỹ này nè. À, ta mua Tesla đầu cá cha như đồ chơi. À, người ta mua xe Nhật, xe Hàn, xe Mỹ, đồ đó, xe Đức, đồ đó, người ta chạy. Còn ai mà thích xe VinFast xin mời mua đi. Cò xe Vino gì đó xin mời mua đi. Có giỏi mua đi để xem coi mua được mấy chiếc nha. Thôi mà khỏi cần để xem coi mua được mấy chiếc quý vị. Tại vì chỉ cần mà VinFast mình lên sàn chứng khoán Mỹ thông qua cái việc mà xác nhập SPAC với cái công ty Blackspace trụ sở bên Hồng Kông quý vị, là khi đó toàn bộ thông tin về VinFast sẽ được công bố hết, không? Cổ phần nó bao nhiêu, nó quy động được bao nhiêu vốn, không? Giá trị của nó bao nhiêu ha? Giá cổ phiếu là bao nhiêu, doanh thu bao nhiêu, bán được bao nhiêu, xe lỗ bao nhiêu, chi phí bao nhiêu là được công bố hết. Và khi đó là coi như là mọi thông tin đó sẽ được
phân tích cặn kẽ ở trên truyền thông cộng đồng mạng nói tiếng Việt cũng như là nói tiếng Mỹ, báo chí Mỹ nó cũng đăng, Việt nói tiếng Việt cũng đăng, YouTuber cũng đăng, truyền thông tiếng Việt cũng đăng. Đừng có mơ mà giấu giấu giếm giếm ở đây mấy cò xe bên Pháp xíu mẹ mình ơi, đừng có mơ, cái điều đó mất công lắm ha. Người Mỹ người ta thích dịch đá tìm sâu lắm, ok ha. Bây giờ thì còn giấu giếm, còn gọi là biện minh ngụy biện gì được, nhưng mà khi đó là khỏi có miệng ngụy biện biện minh gì ở đây mất công lắm á ha. Nhưng mà giờ bỏ qua quý vị, bây giờ là coi như cò xe bên Pháp thì quý vị cũng biết rồi đó, hiện giờ có một cái tin đồn là gì. À, mỗi một cò xe VinFast là được nhận 5.000 đô để mà gọi là ca tụng VinFast. À, không biết cái thời hạn hợp đồng là bao lâu, nhưng mà gì, cái tin đồn đó nó có trước tiên là gì, đó là chỉ là một tin đồn, that's only the rumor, ok, chúng ta không có xác minh điều đó, chúng ta không biết điều đó có đúng hay không. Yeah, chúng ta cũng dĩ nhiên là gì, mình không có biết cò xe VinFast là ai hết, cô chú anh chị quý vị biết mình không biết, ok. Tại vì mình dở lắm, mình không thể nào mà đủ trình độ để biết cò xe VinFast là ai được hết á, đúng không? Nên đó, nhưng mà quý vị nghĩ xem, ở một khía cạnh nào đó, tại sao có một số người ngày đêm họ phải ca tụng VinFast, một ngày họ phải làm 30-40 cái video để ác cớp mời ông cụ này, mời người Mỹ này, mời người nước ngoài kia để mà khen tặng VinFast. Tại sao? Không lẽ họ đi làm công không? Rất là vô lý, đúng không? Hay là có những người họ sẵn sàng phản bác tạp chí Mỹ, đã khi mà tạp chí Mỹ dìm hàng chê bai VinFast, mặc dù phản bác tiếng Việt Nam, cái sau đó bị nói quá hay sao đó cái đầu đòi ra phản bác tiếng Mỹ. Dĩ nhiên là gì, cái lời phản bác đó không có tác dụng, tại vì họ đâu có được uy tín gì đâu, họ nói chuyện người Việt với nhau người ta còn không nghe lọt lỗ tai nữa, huống chi người Mỹ. À, rồi tiếp cận được mấy Mỹ, được mấy Mỹ mua xe VinFast rồi, đúng không? Đấy không? Nhưng mà cái idea là gì, tại sao họ phải coi như làm đủ mọi cách để mà gọi là cố gắng mà biện hộ để mà bao che cho VinFast? Tại sao? Ông lẽ thích làm công không, đúng không? Vậy thì vô lý quá. Hay là những cái thông tin nào bất lợi, mặc dù á là còn xe VinFast gì, một ngày ra 30-40 cái video để mà ca tụng xe VinFast, nhưng mà những cái thông tin nào bất lợi cho xe VinFast thì không có đưa tin, hoặc là đưa tin kiểu biện minh. Chẳng hạn như vậy nè, VinFast nó rút IPO, đúng không? Thì cò xe VinFast nói là VinFast thay đổi kế hoạch IPO, thay đổi mẹ gì nó rút thì nói mẹ nó rút đi, thay đổi gì đây, đúng không quý vị? Hay là VinFast chịu hồi xe thì cò xe VinFast sẽ nói là VinFast chủ động chịu hồi xe để mà phục vụ khách hàng, đúng không? Hay là gì nè, hay là tạp chí Mỹ nó chê xe VinFast á, thì lại nói là ồ đó là quan điểm của từng người, thật ra tôi đi xe VinFast tôi thấy nó ghế nó ngồi rất là êm, nó rất là mực mà, không, nó không có tân gì hết, nó chạy rất là tốt. Quý vị thấy không, một là không có đưa tin tiêu cực, là hai tin nào mà không có lợi cho xe VinFast, còn nếu không là cò xe VinFast là coi như lúc nào cũng biện minh giùm cho xe VinFast hết. Ủa gì kỳ ơi, không lẽ làm công không quý vị, không lẽ là họ tốt tới mức mà làm công không, đúng không? Rất là vô lý, rất là vô lý, đúng không? Trên đời này không ai làm công không kiểu đó hết á, đúng không? Chưa kể nó gì nha. Rồi á, chưa kể những ai mà nói động tới VinFast nghe là coi như gì nữa quý vị, phản bác lại coi như là cái lũ chống phá, cái bọn chống phá, nói chung là đủ trò đủ kiểu hết quý vị, mắc cười lắm đó. Thành ra chúng ta coi chắc chắn 100% là gì, là coi như là cò xe VinFast phải được một cái lợi ích gì đó. À đúng không, gõ gán à. Vậy cái lợi ích đó là cái gì? Ồ làm sao biết được, à, chúng ta chỉ có tin đồn thôi, ok. Ồ cái mắc cười quý vị, à, cái hay ho nằm chỗ đó đó. Ê. Nhưng mà bây giờ sau một thời gian có vẻ là cò xe VinFast cảm thấy là coi như là gì nữa, không đấu lại, không thể nào mà tiếp thị cái kiểu truyền thống đó được nữa. Tại rõ ràng là càng quảng cáo càng ca tụng chừng nào là càng nhiều người biết tới VinFast, nhưng mà là cũng càng đuổi nhiều khách của VinFast. Tại vì mỗi lần ca tụng xe VinFast quý vị là thu hút khách hàng Mỹ thì không thu hút được, mà toàn thu hút cái đám Vino không à. Mà Vino như chúng ta thừa biết làm gì, chúng nó có tiền để mua xe à. Vino quý vị nghĩ xem, vào các diễn đàn trên Facebook bao nhiêu trăm ngàn nữa, bao nhiêu cái triệu members, mỗi một cái video mà ca tụng xe VinFast bao nhiêu người xem, bao nhiêu cái comment. Nhưng mà gần 6 tháng trời trên đất Mỹ này, VinFast chỉ cho mướn được 111 xe, thì quá rõ ràng là chúng ta
có thể chắc chắn 100% là vì Vino không có tiền mua xe. Hay nói cách khác là Vino nghèo, nó không có tiền mua xe, đơn giản lắm. Mặc dù lúc nào nó mở miệng ra là cũng gì quý vị, nó gọi những người ở nước ngoài chúng ta là gì? Khát nước à, hay là gì nè, hay là cái đám tự nhục à, mắc cười quá quý vị. Ở chuyện người ta khát nước mà ta có xe đi, còn mấy cái đứa mà nó dư thừa nước quá thì nó làm được tháng vài triệu quý vị. Nó dư thừa nước quá mà nó mơ chiếc xe hơi đàng hoàng đi không ra, nó dư thừa nước quá mà trời nóng gần chết vậy đó, nó không dám mình mở mới lạnh tại vì nó sợ hao nó tiền điện nó trả không nổi à, rồi nó dư thừa nước tới mức á mà chỉ cần một cái cơn mưa nho nhỏ thôi là nước mà ngập bủng bỉm mà không chừng tràn vô nhà trọ nó luôn đó. Ủa, nó dư nước dữ lắm luôn á, nó dư nước dữ lắm luôn á, mắc cười không, trời ơi trời. Rồi chưa kể nữa quý vị, tao khát nước á mà tao muốn khen VinFast tao khen, tao muốn chửi VinFast tao chửi, tao muốn nói kiểu nào cũng được, tao muốn dạch lá tìm sâu cỡ nào cũng được hết á, mà VinFast phải cho người trên đất Mỹ này nè mướn xe với giá rẻ mạt, mướn xe giá đó là giá rẻ chứ còn gì nữa, thấy không, mắc cười không quý vị. Có chuyện khát nước, cổ khát nước mà sao tao được nhiều cái lợi quý vị, mà khát nước á là tôi đi đâu trên thế giới cũng chào đón hết á, khỏi cứ cần phải chơi coi như là ao ước hay mơ mộng gì hết á, còn mấy cái đứa mà dư thừa nước quá trời dư đi, nhưng mà nó nghèo, thành ra là thế giới không có cho anh đi đâu hết á, muốn đi phải không? Đem tài sản ra chứng minh, đem bản lương ra chứng minh, đem nhà đất ra chứng minh, còn không có chứng minh được phải không? Khỏi đi, thành ra là gì quý vị? Đi qua Nhật nó cũng ao ước, đi qua Hàn nó cũng ao ước, đi qua châu Âu lại càng phải ao ước. Còn nhiều khi là gì phải trốn trong những cái thùng container đó để mà đi. Trời ơi trời, ủa gì dư nước kỳ á hả? Dư nước, dư nước mà cái hãng xe cùi bắp như là VinFast bị người Mỹ không xem ra gì á, xem là đồ bỏ, là một cái hãng xe đồ bỏ trên đất Mỹ thôi. Mà coi như là gì nó phải đội trên đầu, nó không dám nói đậu một tiếng luôn. Mà tưởng gì VinFast đâu có bán rẻ cho chúng nó. Quý vị thấy mắc cười không? Thành ra ở một khía cạnh nào đó quý vị, thôi kệ khát nước cũng được, khát nước cũng là một cái niềm rất là may mắn luôn á, chứ không phải tầm thường nè, phải may mắn dữ lắm mới được khát nước á, nếu không là coi như là thấy bà luôn rồi, làm lương tháng vài triệu là coi như là hơi mệt. Thời buổi năm 2023 mà làm tháng vài triệu đồng là coi như hơi mệt nha. À, quay trở lại chủ đề của gì thì á, hiện giờ là sao, là sau khi mà coi như là ca tụng xe VinFast không hiệu quả thì còn xe VinFast đổi chiến thuật là gì, năn nỉ quý vị, năn nỉ kêu gì nè, các cô chú anh chị ở nước ngoài phải nên ủng hộ xe VinFast, vì nếu mà ủng hộ xe VinFast thì giống như là quý vị ủng hộ cho người nghèo bên Việt Nam có công ăn việc làm để họ thoát nghèo. Quý vị nói chuyện mắc cười không quý vị, trước tiên là mua xe VinFast thì lại có liên quan gì tới người nghèo hả? Ủa mắc mớ gì, rồi gốc cột mua xe VinFast có trả tiền hay không? Có trả tiền vậy liên quan gì tới người nghèo hả? Mà nếu mua xe VinFast là giúp người nghèo bên Việt Nam á, vậy tức là gì, là cò xe VinFast phải nên mua xe trước, Vino phải nên mua xe trước, những ai mà ca tụng phải nên mua xe trước, đúng không quý vị? Tại vì cái câu cửa miệng của tôi nói là gì, mua xe VinFast là giúp người nghèo ở bên Việt Nam. Ủa vậy thì tụi nó cứ mua xe VinFast đi, tức là cũng giúp người nghèo đó, đúng không? Rõ ràng quý vị thấy rõ ràng không? Nó nói chuyện mà câu trước đá câu sau, nó xuống người khác mua, nó kêu người khác mua là mua xe VinFast giúp người nghèo Việt Nam, nhưng mà khi mà chúng ta kêu chúng nó mua trước á thì chúng nó là viện lý do, à, chúng nó là viện lý do trên đời này để chúng nó khỏi mua, nhưng mà nó xuống người khác mua, và nó còn đủ can đảm để nói câu là mua xe VinFast là giúp người nghèo bên Việt Nam. Trước tiên á, không có liên quan gì tới người nghèo và việc mua xe đó. À, mua xe VinFast thì coi như là mấy người nào nghèo họ vẫn nghèo, tại vì đâu có phải tiền của họ đâu mà không nghèo, đúng không? Và nếu mà mua xe mà VinFast mà giúp người nghèo á, là coi như là gì, cái đám Vino với cò xe với ai mà ủng hộ xe VinFast họ phải nên đi mua xe trước. Tại vì sao? Họ đông nhất, nhiều nhất, ca tụng nhiều nhất, đúng không? Tự hào nhất, lúc nào mở miệng ra cũng tự hào đó, lúc nào cũng coi như là VinFast là đẹp nhất, sang nhất, cái gì cũng nhất hết đó. Vậy thì họ phải nên mua xe VinFast trước, vậy thì tức là họ đã giúp người nghèo bên Việt Nam rồi đó, đúng không? Trời trời, mắc cười quá vậy, mua xe VinFast giúp người nghèo nhưng mà kêu chúng ta mua chúng ta không mua à? Ủa, còn xe VinFast với Vino mà
không mua xe VinFast, vậy rồi ai sẽ mua xe VinFast để mà giúp người nghèo đấy hả? Đùa, muốn đùa gà bên Mỹ hả? Muốn đùa gà dân Mỹ với Việt Kiều Mỹ mua hả? Nghĩ sang đâu? Nghĩ sang đâu vậy trời? Bộ người dân Mỹ là dễ bị lùa lắm hả? Hả? Hay là Việt Kiều Mỹ là coi như là dễ bị lùa lắm hả? Mất cười quá quý vị. Còn nha, nếu không ấy quý vị thì câu cò xe VinFast sẽ nói kiểu này nè. Mặc dù xe VinFast nó chưa có hoàn chỉnh, nó còn nhiều lỗi, nhưng mà nó cũng là sản phẩm của Việt Nam, là người Việt Nam, chúng ta nên ủng hộ xe VinFast để nó có cơ hội phát triển, không? Để coi như là các cộng đồng khác người ta biết tới VinFast. Mắc cười quá hả? À? Quý vị thấy không? Nó mở mày ra là mặc dù xe VinFast chưa có hoàn chỉnh, còn nhiều lỗi, nhưng mà là người Việt Nam, chúng ta phải ủng hộ xe VinFast. Quý vị thấy cái câu đó nó bá đạo chưa? Nó mở miệng ra là nó nói xe VinFast chưa có hoàn chỉnh, còn có là khuyết điểm, còn có nhiều lỗi, nhưng mà nó lại kêu là coi như là người Việt Nam chúng ta phải ủng hộ xe VinFast. Nhưng mà chúng ta kêu chúng ta mua thì chúng ta không chịu mua, chúng ta lại muốn khác mua. Thôi giờ là hỏi câu công bằng nè, thí dụ người Việt Nam ủng hộ xe VinFast á, rồi VinFast có bán giá khuyến mãi cho người Việt Nam hay không hả? Hay là sao? Bây giờ có thể nào giải thích tại sao mà người ở bên nước Mỹ này, tạp chí Mỹ nó chê, nó dìm hàng VinFast cỡ đó đó, mà VinFast lại cho người Mỹ mướn xe chỉ có 9 triệu đồng, 400 đô một tháng. Còn ở Việt Nam người ta ca tụng xe VinFast thì nó lại cho người Việt Nam mướn là 20 triệu một tháng. Trong khi ở Việt Nam là một tháng là bằng bên Mỹ là một ngày à, hay thậm chí nửa ngày à. Tại sao mà lại lả lỏng như vậy? Tại sao mà có cái điều gì đó mà nó ngớ ngẩn, giờ nó tào lao, mía lao dữ vậy? Tại sao? Hả? Tại vì rõ ràng là nếu mà nó muốn người Việt Nam ủng hộ đó thì nó phải bán giá hay cho mướn giá sao để người Việt Nam người ta gọi là ưu ái, nó phải ưu ái người Việt chứ, đúng không? Hả? Rõ ràng, rõ ràng. Hay là muốn người Việt ở Mỹ ủng hộ xe VinFast, nhưng mà nó lại bán giá trên trời quý vị. Có chuyện xe du danh bán giá trên trời. Trời trời. Rồi mấy em Vino còn xe VinFast xe không? Ở đất Mỹ này có thiếu gì xe? Ở cái mức giá 40-50 ngàn đô có thiếu gì xe? Hả? Xe xịn, xe ngon không đó? Tại sao cần phải mua xe VinFast? Hả? Mua xe VinFast là coi như là người Việt Nam chúng ta nên ủng hộ xe VinFast. Vậy rồi ai sẽ ủng hộ cái túi tiền của chúng ta đây? Hả? Quý vị, quý vị nghe nói không? Là người Việt Nam chúng ta nên ủng hộ xe VinFast. Vậy thì ai sẽ ủng hộ túi tiền của chúng ta? Ai ủng hộ? Hả? Quý vị có thấy cái đáp Vino nó nói chuyện không? Quý vị, Việt Kiều không có tiền mua xe VinFast. Cái bọn tự nhục ha, cái đám mà gọi là khát nước, nó gọi là ba que ba sọt ha, cái đám hận thù. Quý vị nghe chúng nó chuyện, nó nói chuyện kiểu đó đó. Xong rồi thậm chí những cò xe VinFast đó, mấy cái thằng như là thằng mặt đen đó quý vị, hay mấy cái thằng bá đạo này, nó hay mút kẹo gì đó, quý vị nghĩ xem chúng nó gọi người bên nước Mỹ này là thế nào. Mặc dù nó mở miệng ra là nó ca tụng xe VinFast, quý vị nghĩ xem tụi nó như vậy có xứng đáng để coi như là chúng ta bỏ tiền ra để mà ủng hộ xe VinFast không đó? Quý vị ủng hộ đó thì quý vị ủng hộ đi, cho em không có tiền, ok? Thành ra là mình chỉ có thể kêu gọi cò xe VinFast xíu bên đâu mua xe VinFast thôi. À, đúng không? Cò xe VinFast xíu bên đâu muốn người ta ủng hộ thì phải tự mình bỏ tiền ra mua xe trước chứ, đúng không? Trời ơi trời, nó nghĩ sao vậy? À, mở miệng ra người Việt Nam nên ủng hộ xe VinFast để em nó có cơ hội phát triển. Ủa mà không bao giờ có thể giải thích được tại sao là coi như phải ủng hộ xe VinFast. Hả? À, rồi trong khi đó chúng nó mở miệng ra, quý vị thấy chúng nó nói chuyện có lọt lỗ tai không? Quý vị thấy chúng nó nói chuyện có lọt lỗ tai không? Ủng hộ cho chúng nó để nghe chúng nó chửi hả? Mắc cười quá. Mà chúng nó không có tiền mới đau chứ, phải chi nó có tiền, nó giàu có, nó lịch lãm, mà nó phát ngôn gây sốc đi nữa cũng còn châm chế nữa à, tới đó là cả xã hội sẽ chửi vào mặt chúng nó. Nhưng mà này, đằng này chúng nó nghèo, quý vị hiểu không? Chúng nó nghèo nhưng mà nó lại rất là thích chửi những người có tiền ở trên đất Mỹ này, trong khi nó đang cần người trên đất Mỹ này ủng hộ xe giúp cho chúng nó. Quý vị thấy chúng nó ăn ở cái kiểu đó, quý vị thấy chúng nó ăn ở cái kiểu đó có chấp nhận được không? Còn nếu không á quý vị, nè nè quý vị đứng nghe, coi như là
Tại sao mà quý vị ở nước ngoài, không, mà thêm một cò xe khác quý vị, tại sao mà quý vị ở nước ngoài mà quý vị không ủng hộ xe VinFast? Quý vị không lẽ quý vị chờ cho người dân nước khác ta ủng hộ xong rồi quý vị mới ủng hộ, trong khi hiện giờ VinFast đang rất là khó khăn, VinFast cần sự ủng hộ của quý vị. Quý vị nó mắc cười không quý vị? Ủa mắc cười quá. Người Việt Nam ở đất Mỹ này nè, còi xe VinFast xin vinh đâu, người Việt Nam ở đất Mỹ này nè mà người ta không ủng hộ xe VinFast á, là tại sao biết không? Là tại do ăn ở ok. Tại sao người ta ủng hộ xe Nhật, xe Mỹ, xe Đức, xe Ý đồ này kia mà không ủng hộ xe VinFast? Tại vì ăn ở ok. Em ăn ở tốt quá đi chứ người ta không ủng hộ đó. Hay là được cò xe với Vino mà quảng cáo tiếp thị hay quá đi, ta nghe chướng lỗ tai người ta ghét, thấy không? Nó nói chuyện mắc cười không quý vị? Nó chuyện nó nghe một mặt ơi quý vị làm gì? Một mặt á, nó muốn người ta mua xe VinFast mà mở miệng ra nó gọi là bọn chống phá, cái đám này, cái đám kia. Rồi không biết gọi chúng nó, chúng ta phải gọi chúng nó cái đám cò xe đó là gì quý vị? Cái đám mừng bồ hả? À, cái đám nào gì nè? Cái đám 5.000 đô ở đó, vì 5.000 mà bán rẻ lương tâm, vì 5.000 đô mà coi như phải ca tụng nó đi bưng bô thì quá nhục, trong khi 5.000 đô ở đất Mỹ này đâu phải là số lớn đâu quý vị, đâu phải là số lớn đâu, nhục còn hơn cá nục nữa. Mà chúng nó nghĩ chúng nó có cái tư cách để mà gọi là bán xe cho đất Mỹ, trời ơi trời. Còn cái đám Vino thì đám không tiền, nó chẳng như nó không tiền mà nó mở miệng ra nó còn dám coi như nói chuyện khổng láo nữa. Chúng nó nghĩ chúng nó là ai vậy? Chúng nó nghĩ VinFast là ai vậy? Cho mấy em Vino biết hả? Người dân Mỹ tụi anh không có xem VinFast ra gì đâu, cho tụi em biết. Ở đó quý vị thấy mắc cười không quý vị? Trời ơi trời, hết chuyện nữa nghe. Nó muốn mua xe của chúng nó mà chúng nó mở mình ra chúng nó toàn là chửi không quý vị? Nó nghĩ nó là ai vậy? À, nó quên tiền nằm trong túi ai quý vị? Chúng nó quên tiền nằm trong túi ai? À, trời ơi trời, trời ơi chạy sao mà lạc đường luôn rồi. À, chịu hết nổi luôn quý vị. Rồi rồi chưa kể nữa quý vị, à, rồi nếu không đó, gì đây, trời ơi, ủa, chạy vô lưng mà, lằn đường của người đi bộ đi xe đạp, không, rồi nếu không á quý vị, không á, thì coi như là gì nè, là chúng nó, còn nếu không á, thấy không, là coi như là chúng nó ca tụng kiểu gì nè. À, anh chị đó nha, anh chị chờ những người dân nước khác đó nha ủng hộ, tới lúc đó đó nghe là VinFast á, thấy không? Nó coi sẽ coi như là nó sẽ chạy đầy đường, và lúc đó anh chị không thể nào mà cản nó lại được đâu, thấy không? Anh chị phải đối diện với xe VinFast thôi. Trời ơi trời, cái gì mà lạ lắm vậy trời? Quý vị thấy nó nói chuyện mắc cười không quý vị? Trời ơi, hết chuyện nó nghe, thôi để dân nước nào ủng hộ đi ha, ai ủng hộ có giỏi cứ mua xe VinFast mà chạy đi. Hết chuyện nó nghe, đưa cái đám tàu lao mới lao gì đâu không mà ủng hộ. À, xong mà ca tụng ngất trời đó, chứ chúng nó nghĩ là sẽ giúp được cho xe VinFast, vì mắc cười quá. Ở đây giúp được xe VinFast tới đâu rồi hả? Ở đó mà giúp, trời trời. Thì thôi em bị lạc đường rồi, thôi bye bye quý vị nha, để hẹn với quý vị trong những video khác thôi. Cái ôi mà cũng không chưa nổi lạc đường lắm, chẳng còn cứu vãn được. Quý vị nghe không, trời ơi hết chuyện ca tụng xong á, rồi nếu không, nếu quý vị thì nè xong rồi á, thì còi xe VinFast sẽ tiếp tục gì nè quý vị. Nếu mà quý vị mà không ủng hộ xe VinFast á thì coi như là gì, chúng ta sẽ không bao giờ lớn mạnh được. Không, chúng ta sẽ không bao giờ có được một cái thương hiệu nào tầm cỡ được. Ủa mắc mớ quá. Quý vị thấy chúng nó nói chuyện lạ không quý vị? Một mặt á thì nó nói gì nè, Việt Kiều không có tiền mua xe VinFast. Một mặt á nó nói là gì nè, cái đám tự nhột tiền đó mua xe VinFast. Một mặt á thì nó nói là cái gì nè, cái đám chống phá VinFast, cái lũ lạc lòi, ba que ba sọc gì đó.
Một mặt á thì nó nói á là coi như là gì, những anti Winfast, vân vân vân. Xong rồi mặt khác á thì chúng nó vỗ ngực xưng tên là chúng nó đông như quân nguyên ha, chúng nó có bao nhiêu triệu đã còn ở đất Mỹ này, người Việt chỉ là số lẻ thôi, xe Winfast bán cho Mỹ mà đâu có bán cho Việt Nam. Có nhiều đứa Vino nó nói chuyện ngu dốt vậy nè quý vị. Trời ơi, người Việt ở hải ngoại mua được mấy chiếc xe Winfast rồi, nó nói chuyện nè quý vị, mắc cười không à, cho mấy anh Vino với cò xe Winfast nghe nè, là coi như người Việt ở hải ngoại này không có tiền để mua xe Winfast phải không? Cái điều duy nhất mà có thể cứu Winfast hiện giờ đó là cò xe với Vino Winfast, hãy tự mà mua. Ai ủng hộ nó hãy tự bỏ tiền túi ra mà mua. Người Việt hải ngoại này tiền đâu tao mua Winfast, tao chỉ đủ tiền để mua Tesla, Mercedes, Lexus, Audi hay Bentley thôi, hay Ford, đồ Cadillac, đồ Acura thôi, tiền đâu mua Winfast phải không? Winfast nó chỉ có thể bán xe cho coi như Vino với cò xe đồ thôi, là nó bán xe cho người trong nước á, hiểu không? Trời ơi trời, chúng nó nghĩ chúng nó là ai vậy quý vị? Winfast chắc là cái gì dữ dội lắm quý vị ha, mắc cười quá. Trời ơi trời, mở miệng ra là tiền đâu mua xe Winfast. Nè mấy anh Vino với cò xe Winfast, hãy nên học cái câu này nè, tại sao mà người Việt cần phải mua xe Winfast, hiểu không? Hay nên học cái câu đó trước đi, tại sao người Việt ở hải ngoại này cần phải mua xe Winfast, tại sao người dân Mỹ cần phải mua xe Winfast, đúng không? Chứ đó mà tiền đâu mua xe Winfast, mà phải đặt câu hỏi là tại sao người ta cần phải mua xe Winfast á. Khi nào hỏi được câu đó là Winfast nó mới có hy vọng ha quý vị, nghe nói mắc cười quý vị. Trời ơi trời, trời ơi trời, tối ngày tiền đâu mua xe Winfast, mà phải đặt câu hỏi là ủa tại sao cần phải mua xe Winfast? Winfast nó có gì hay ho, nó có gì tốt mà người cho nước Mỹ này cần phải mua đó, thấy không? Chơi chơi chứ đừng có hỏi là ủa tiền đâu mua Winfast, thấy không? Tiền đâu mua, người ở đất Mỹ này người ta có tiền mua Winfast hay không không quan trọng, đúng không? Winfast bán cho Mỹ mà, đúng không? Cứ để mấy Mỹ mua. Vậy phải đặt câu hỏi là ủa Winfast nó có cái giống gì mà tụi Mỹ nó phải mua? Rồi đã có mấy Mỹ mua rồi, Vino với còn xe Winfast phải đặt những cái câu hỏi như vậy á mới giúp Winfast được. Còn ca tụng cho mấy Vino với còn xe Winfast biết nha, ca tụng nó nghe ca tụng tới trời, không có giúp ích được mẹ gì cho nó đâu. À, ca tụng mà không có tiền cũng như không à. Ok, hiểu không? Cứ muốn ca tụng á là cái điều đầu tiên phải có tiền. Trời ơi trời, mà còn xe Winfast bây giờ mình cũng không nghĩ là còn xe Winfast có tiền đâu quý vị. Tại vì rõ ràng là nếu mà còn xe Winfast mà có tiền quý vị thì đâu có gì 5.000 đô mà đi làm Vinh Đô, đúng không? Rất là vô lý, đúng không ấy? Thành ra bây giờ mình cũng không nghĩ là còi xe Winfast có tiền đâu. Ở chỗ này đường xấu dữ chà. Thôi bye bye quý vị nha. Video dài. Bye bye.